Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Ngân hàng Ô tô và nhân hiệu Thanh Xe Tốt. Hôm nay Thanh sẽ gửi đến quý vị anh chị và các bạn một phiên bản xe đã qua sử dụng. Có thể nói là bây giờ là cũng thuộc dạng là chưa phải là quá hiếm nhưng cũng sắp sửa là không có sản xuất ở model này nữa. Và đây là một chiếc xe sản xuất 2021, rất mới, một chủ từ đầu, màu trắng mẹ mắng cũng mua. Và nói đến Hyundai thì phải nói đến Kona. Và nói đến Kona thì người ta cũng cho rằng đây là một ông hoàng về option. Và xe này có như thế nào, hiện dạng ra sao thì mời quý vị anh chị và các bạn cùng Thanh rảo bước xung quanh chiếc xe mà vừa mới nhập về tối hôm qua để xem nó như thế nào anh em nhé. Vâng, đây là chiếc xe mà vừa mới nhập về tối hôm qua, vì vậy bên Thanh mới chỉ có rửa qua thôi, chưa có làm gì cả, rửa thôi chứ chưa phải là dọn hay spa một cái gì cả. Vì vậy quý vị anh chị và các bạn nhìn thấy tổng quan hiện trạng ở bên ngoài chiếc xe nó còn khá là ngon lành. Nó chỉ có vết xước mờ một chút ở đây thôi, xước mờ một chút đây thôi, còn chưa có một cái gì cả mà phải suy nghĩ cả. Đó, nước sơn nó hơi ố, hơi bẩn một tí ở đây thôi. Đấy, còn lại đây là hiện trạng nguyên bản của chiếc xe. Vâng, ở chiếc Kona này thì bản tiêu chuẩn nó khá là đủ đồ. Nó được trang bị hệ thống đèn là full LED kết hợp bi LED. Đó, rất là đẹp. Mặt ca lăng rất là hiện đại, không bị lỗi mốt theo thời gian. Và đặc biệt là cấy ghép thêm những cái phần mạ chrome hoặc là những cái sơn bạc, nó rất là đẹp với xi nhan, hệ thống cảm quang ở phía bên trái. Về tổng quan ở chiếc xe này, về phần phía nắp capo nó cũng được thiết kế những cái đường gân rất là khỏe khoắn anh em nhé. Và đặc biệt cái chiều dài, chiều rộng, chiều cao của chiếc xe này nó rất là xinh. Bởi phiên bản này nó ra đời, nó cạnh tranh với các phiên bản như HR-V hoặc là những chiếc xe tầm trung, Vitara, rồi những xe tầm trung. Đây là chiếc crossover tầm trung. Nó được trang bị 4 cái mâm la răng mang đường kính là 18 inch với cái lốp cung hô theo xe còn rất dày. Đây, ta lông còn nguyên zin anh em nhé. 4 cái mâm này là mâm CNC dạng phay và 4 phanh đĩa với hệ thống cân bằng điện tử đầy đủ. Đây, xe nó chỉ bị xước một tí ở đây thôi, bên em vẫn để nguyên bản luôn. Đó, nguyên bản luôn. Đấy, với cả cái phần tai xe được cấy ghép phần nhựa này để tránh xước. Đó, gương gập điện, có cả cảm biến cảnh báo điểm mù ở trên gương anh em nhé. Xi nhan gập điện, xi nhan gương trên gương và gập điện. Với cả khóa một trạng thông minh, nút bấm ở cửa xe đây. Đó. Ghế thì được trang bị là một ghế lái là ghế điện, còn ghế phụ là vẫn chỉnh cơ. Đó. Và chốc nữa Thanh sẽ cùng với quý vị vào phía trong sâu hơn. Và bây giờ Thanh sẽ cho quý vị, anh chị và các bạn cùng Thanh đi một vòng xung quanh để nhìn ngắm cái điểm ở ngoài xe thôi. Và ở phía sau thì quý vị anh chị nhìn thấy Kona nó có một cái phần thiết kế rất là đặc biệt, là hệ thống đèn hậu là cũng là đèn LED hai mảnh trong ngoài, nhưng mà được đẩy lên cái phía đèn lùi cũng như xi nhan ở thấp hơn so với cả xe ở phía gần dưới cản, để cho nó nhìn được nhận diện rất là dễ với người đi đằng sau. Với cái cốp đằng sau nó cũng khá là rộng rãi so với phiên bản này. Theo Thanh ước tính thì cái cốp này nó lên đến khoảng hơn 300 lít, đựng đồ gậy gốp hoặc là một số cái đồ cá nhân gia đình đi thoải mái anh em nhé. Và đây là thảm nó vẫn còn bẩn nguyên này, bởi vì anh em chưa dọn dẹp gì đâu, nó vẫn vừa về cái là em cho lên sóng luôn. Và chiếc xe này biển Hà Nội, một chủ từ đầu, chạy hơn 3 vạn km. Đây, tất cả các cái keo chỉ thì thường xuyên ở trong những video Thanh vẫn nói, nhưng tuy nhiên ở chiếc xe này chắc không cần phải bàn bạc gì về keo chỉ gì cả, bởi vì xe này nó rất là mới và nó rất là đẹp, không có hiện tượng là tai nạn hay đâm va hay cái gì cả. Máy số nguyên zin, tất cả đinh keo, đinh tán còn zin hết anh em nhé. Đó, đủ đồ luôn, lốp dự phòng chưa hạ một tí nào anh em ạ. Đó, đó, lốp dự phòng chưa hạ tí nào quý vị anh chị ạ. Đây, đồ phụ tùng, đồ tun này nó rất là mới. Đó, nếu anh chị nào mà quan tâm đến cái mẫu xe này thì đây là một sự lựa chọn hoàn toàn là thông minh. Và trong thời gian này đây là một chiếc xe lâu lắm rồi Thanh mới lại nhập được chiếc Kona, nó khá là cứng cáp mới mẻ như thế này. Đây, các đường gân còn nguyên bản hết anh em nhé. Đó, nguyên bản hết, khóa một trạng, cảm biến điểm mù. Cái xe này thì có khoảng sáng gầm xe thì theo thiết kế thì ghi nhận thì nó khoảng 17-18 thôi, nhưng mà tuy nhiên đo thực tế đây, cái găng tay của Thanh đây thì nó phải lên đến hơn 20. Vì vậy chúng ta đi vỉa hè, leo lề là thoải mái anh em nhé. Và đây là một trong những chiếc xe gầm cao
crossover rất là đáng tin cậy, bởi vì nó được thiết kế trên khung gầm nó rất là chắc chắn và nó rất nhiều tính năng để chúng ta đi được êm ái. Đây, xe sản xuất 2021. Đây, 2021 anh em nhé. Vâng, rất là mới. Tất cả các ngàm cửa còn rất là sáng, mới tinh, ốc ác này, mới tinh luôn. Và đây, nói đến Hyundai nói chung và đặc biệt Kona nói riêng thì nó là một trong những chiếc xe về ông hoàng, về option. Ông hoàng option thì ở chiếc xe này có gì? Ghế này, chỉnh điện này, đa hướng này, ghế lái này, vô lăng tích hợp, vô lăng da, ba chấu tích hợp, tất cả các điều khiển âm thanh này, điện thoại rảnh tay này, cruise control này, ga tự động, đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả. Còi ở trên xe này, hệ thống gạt mưa, hệ thống đèn auto có này. Đấy, rất là xịn sò đấy, ở chiếc xe này. Và đặc biệt này, cái cửa gió điều hòa này, hai vùng độc lập là cũng được thiết kế hình tròn rất là thể thao. Và đặc biệt hơn nữa, đây, đi vào phía bên trong thì chúng ta nhìn thấy chiếc xe được trang bị cái màn hình chạm đa điểm này. Nó rơi vào khoảng 8 inch với cả cái hệ thống map của cái Hyundai, nó rất là hay luôn anh em nhé. Và xe được trang bị đề nổ này, start top, điều hòa auto hai vùng độc lập này. Đấy, hộp số 6 cấp này, tất cả còn ly lông chưa bóc hết anh em nhá. Chưa bóc hết, đây, ly lông vẫn chưa bóc hết. Rất mới. Bên em mới rửa qua thôi, chưa dọn dẹp gì nhiều. Xe thì cũng được chủ xe rất là yêu xe, trang bị cho cái thảm 6D đầy đủ. Hệ thống loa của chiếc xe Kona này thì nó được trang bị 6 loa. Âm thanh của Hyundai Kona thì cực kỳ hay. Đấy, nghe rất là thích mà anh em không phải độ đẽo cái gì nhiều. Đặc biệt hơn nữa là xe này còn được trang bị cả cái áp suất lốp cấy thẳng vào đồng hồ theo nhà sản xuất, chứ chúng ta về không phải lắp thêm cái cảm biến áp suất lốp hay cái gì cả, bởi vì chiếc xe này đã được trang bị rồi. Ở phía cửa đằng phía ghế đằng sau thì ngồi cực kỳ rộng rãi. Đó, rộng rãi. Chúng ta đi cũng được duỗi chân thoải mái luôn. Và đây, ghế da nó rất là căng. Hệ thống trần xe này rất là mới luôn. Xe 2021 thì chắc là cũng không phải bàn cãi gì nhiều. Đây là hiện trạng nguyên bản của chiếc xe, nó rất là đẹp, rất là căng. Mà Thanh cũng không biết nói gì hơn hai cái từ là nó rất là hợp lý trong cái phân khúc tầm giá. Đối với một chiếc xe crossover thì đây là một trong những chiếc xe mà được rất nhiều gia đình cũng như anh chị em yêu thích. Và đây, còn thẻ nhắc của hãng đây. Đây, thẻ nhắc của hãng đây. Đến 3.8 là thay dầu. Đấy, còn nguyên bản anh em nhé. Xe này được trang bị hệ thống lái là trợ lực điện. Đó, trợ lực điện vô lăng có thể điều chỉnh lên xuống được. Đó, hệ thống treo MacPherson, tức là cũng là một hệ thống treo khá nổi tiếng của các phân khúc hạng tầm trung. Với cái khối động cơ này là khối động cơ xe đang nổ máy đây, rất là êm. Động cơ i4 xi lanh thẳng hàng với công suất của nó là 2.0 dung tích và mang trong mình 149 mã lực, cho chúng ta một cái cảm giác lái khá là hưng phấn. Với cái trọng lượng của xe cũng vừa phải, phù hợp với cả sức mạnh của động cơ. Vì vậy là chiếc xe này nó chạy cũng rất là ít độ trễ và vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Và đặc biệt là máy số còn nguyên zin hết anh em nhé. Đương nhiên xe 21 rồi. Đây, không có một vết tháo hay là cái gì cả, keo chỉ còn nguyên bản hết, khoang động cơ rất mới luôn, rất là đẹp. Đó, bên em chỉ có rửa và lau thôi. Đó, không phải làm gì cả. Khối động cơ rất là êm ái, vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu. Đó, chiếc xe này loanh quanh trong đường hỗn hợp thì theo Thanh đánh giá nó cũng chỉ ăn khoảng hỗn hợp khoảng 9 lít thôi. 8-9 lít thôi. Còn nếu mà chạy cái đường ngoài đô thị mà đường trường có lúc nó chỉ xuống hơn 5 lít thôi. Chạy rất là tiết kiệm. Đấy, phù hợp. Vì vậy anh em có thể là nếu mà đang có nhu cầu về một chiếc xe Kona Hyundai mà option nhiều, dáng đẹp, thể thao và là một chiếc xe kinh tế, màu lại lịch lãm, sang trọng thì hãy tìm đến chiếc xe này. Và đặc biệt hơn nữa, nếu khi mà anh chị mà mua chiếc xe này ở bên Thanh thì còn được tặng kèm theo chiếc cam hành trình kia. Bởi vì xe còn nguyên bản của chủ xe như thế nào thì bên em tặng lại nguyên cho quý vị anh chị như vậy. Nên là anh chị hoàn toàn có thể là thoải mái mua những chiếc xe đã qua sử dụng, không cần phải trang bị thêm
một số cái lắp thêm ở ngoài nữa, bởi vì nếu mà ba cái đồ đấy loanh quanh đâu đó cũng khá là tốn kém. Đó, chiếc xe này chạy gió cản lướt rất là thích, đó, chạy vô cùng chắc chắn, hệ thống đèn rất là sáng. Một lần nữa thì Thanh cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã chú ý theo dõi video Thanh giới thiệu về chiếc xe Kona ngày hôm nay. Thanh xin chia sẻ lại, đây là chiếc Hyundai Kona sản xuất 2021 bản đặc biệt 2.0, một chủ từ đầu, chạy hơn 3 vạn km, đang được chào bán với giá hơn 600 một chút xíu, có thương lượng thoải mái. Chỉ cần quý vị, anh chị và các bạn có sự nhiệt tình và có nhu cầu thật sự thì hãy đến để tìm hiểu, ưng thì chúng ta có thể đàm bán. Bên em sẽ nhiệt tình bán cho quý anh chị và các bạn. Vì vậy anh chị đừng ngại nhé. Và nếu có muốn nhiều thông tin thì anh chị chỉ cần click vào thông tin ở trên mạng là có thể ra được tất cả những thông số kỹ thuật của chiếc xe. Một lần nữa thì Thanh xin cảm ơn quý vị, anh chị đã luôn luôn ủng hộ theo dõi kênh của Ngân hàng Ô tô và nhân hiệu Thanh Xe Tốt. Kính chúc sức khỏe quý vị, anh chị và các bạn ngày càng phát triển tốt hơn nữa, cũng như là công việc được hanh thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.